Dạ rồi, y tế đúng không? Qua nhà cô Thỏ trước đây nè. Để đây nè. Rất là quen tay, rất là nhanh. Thì chị bán 20 năm rồi các bạn. Đây. Công việc hàng ngày. Cửa sổ nha. Các bạn có thể nhận thấy. Anh chị 27 ngàn đi anh. Chị vừa làm vừa nói, vừa điều trị nhân viên. Rất là chính xác. Chỗ này lên cho nè. Sẽ được một cá và vào tô để qua bên và nhân viên sẽ bỏ thêm rau và về cho khách. Đây các bạn. Để 3-4 tiếng đồng hồ mấy chị bạn. Đây là sứa tươi nè các bạn. Tô cá lúc nào cũng có sứa tươi. Ăn có vị đều giòn và sực sực, rất là ngon. Một thành phần không thể thiếu của món bún cá lá. Bún cá lá. Một đầy đủ sứa lớn. Còn cháu. Số 27 Phan Bội Châu ngay ngã ba Phan Bội Châu và Lãng Ông. Nay chúng ta sẽ làm buổi thưởng thức món bún cá Ninh Hòa Hiếu An, rất là thơm ngon và rất là bình dân trong con đường Lãng Ông của thành phố Nha Trang nha các bạn. Số 2A. Đây là quán bún cá lá Ninh Hòa Hiếu An. Ở đây có bỏ sữa chả cá này nha các bạn, tại số 2A Lãng Ông, thành phố Nha Trang. Đây là gần chợ Đồng, chỉ cách chợ Đồng khoảng 100m thôi. Các bạn sẽ thấy khách đang vô quán bún cá lá Hiếu An này. Đây bảng giá quán bún cá lá Ninh Hòa đây. Tôi nhỏ 22 ngàn, tôi lớn 27 ngàn. Các bạn có thể thấy đây là bún lá Ninh Hòa này các bạn. Đây bà chủ đang múc cá cho khách. Rồi em, chị Nguyệt lấy cái gì, ai lấy cái dĩa mực đưa cho ảnh coi thử đi em, cho chị coi thử. Tươi ngon, nhà tự làm. Bên cạnh là chả chiên sẵn, nó có màu vàng. Rồi bên kia dưới là đây là sứa tươi. Đây là chả nhỏ đó. Đây các bạn. Đây là rau của món bún cá lá Ninh Hòa Hiếu An. Các bạn thấy rau được trộn giá, rau thơm, rau xà lách được sắc rất là nhỏ và chuối. Đây là bắp chuối các bạn. Nhưng mà rất là được nhiều người dân biết đến bởi món bún cá lá có nguồn gốc từ Ninh Hòa. Đây các bạn có thể quán rất là đơn giản, rất là mộc mạc. Ủa bữa nay cô cũng đi làm luôn hả? Đây là cái bún lá Ninh Hòa nữa các bạn. Cuối năm mà. Chị ơi, quán này bán từ mấy giờ mấy giờ ạ? Khoảng quán bán từ 5 giờ rưỡi tới 10 giờ anh. 5 giờ rưỡi sáng hả chị? Chị ơi, quán mình bán được khoảng bao nhiêu năm mà chị? Gần 20 năm.
gần 20 năm là bán bún cá lá Ninh Hòa rồi ạ. Đúng rồi. Thì cho em hỏi là cái giá mà bình thường một tô bình dân ở mình là giá nhiêu ạ? Mình bán một tô bình thường là 22.000. 22.000 là một tô bình thường. Còn nếu mà thêm sứa thì sao ạ? Sứa luôn nha. Là đầy đủ là thập cẩm á. Chỉ có ai ăn tô lớn thì 27.000, còn tô bình thường thì 22.000. Dạ. Đây là quán bún cá lá Ninh Hòa. Bạn thấy một nồi bún, một nồi nước lèo nấu cá rất là nóng. Người dân địa phương đang ăn món bún cá lá Ninh Hòa Hiếu An tại đường Lãng Ông nha các bạn. Bán quán rất là nhỏ nhưng mà khách cũng rất đều. Đây thì chủ đang cắt chả cá chiên sẵn để cho thêm vào tô bún cá. Chị ơi, rất là nhiều loại cá thì cái chả cá của mình là mình xài bằng cái nguồn nguyên liệu chính là cá gì ạ? Ở đây mình chỉ sử dụng cá đỏ cho làm chả thôi. Cá đỏ, người dân địa phương hay gọi là cá đỏ không chị? Đúng rồi. Còn có tên gì khác không chị? Không. Dạ. Đây là những cái miếng cá chả được hợp khuôn hình tròn và chiên sẵn đây các bạn. Khách du lịch ghé ăn uống cá đây các bạn. Mấy người có? Ở đây ngày xưa còn được gọi là bún bún cá chửi nha các bạn. Chị chủ rất là vui tính. Có thể thấy là chị chủ đang xếp cá chả chiên sẵn còn tủ cho khách. Đây là tô nhỏ dành cho chú Nhi và trẻ em này các bạn. Chuyển về nhà cho cháu chứ em. Cô con mới bán 45.000 đó. Cô lấy bao nhiêu con muốn có chứa lớn đúng không?
rất là đông. Thì quán rất là thơm ngon, rất kiểu bình dân. Khoảng 3-4 năm ạ. Chú thấy bún cá ở đây so với lại bún cá chỗ khác thế nào? Cá này ngon. Ngon hơn hả chú? Chú thấy là nó giá ở đây như thế nào đối với dân mình ạ? Quá bình dân hả chú? Thì chú là người ở xa đây hay là người dân địa phương ạ? Sài Gòn. Sài Gòn về đây ạ. Mà sao chú lại biết tới quán này ạ? Mẹ vợ. Dạ, mẹ vợ chú là gần đây nên chú biết đến. Hoặc là sẽ là ớt xay. Đó, nhìn chị đang thêm ớt xay nè. Ngoài ra còn có mắm ớt bên cạnh và mắm không ớt kèm theo dĩa chanh. Các bạn các bạn có thể gọi thêm sứa hoặc là chả cá nếu mà có nhu cầu. Đây là tô bún cá Hiếu An lên hồi đây các bạn. Tiền rau trong tô sẽ có cá chả hấp này, cá chả chiên này, cá bò được nấu tươi và cả sứa nữa, được nấu theo công thức của người Đến Hoa. Nguyên rất là thơm ngon, rất là nổi tiếng tại chợ Đầm Gia Trang. Anh giả không ăn cá dầm không hả? Chị còn bún é không? Cho cái bún é chị. Đây làm gì? Ăn không á? Ăn không được bảo tô. Ăn trẻ. Làm sao mà khách liên tục tới là đông luôn các bạn. Ủa hồi nãy chị kêu con này đủ sứa hả chị? Trong nhà con anh con này đủ sứa nhưng mà nhỏ không ở dưới chứ không phải lấy chữa con nha. Hồi nãy trong nhà có làm anh hỏi anh gì? Vì bánh nó có trẻ không? Không có trẻ nữa à. Chuyện muốn vô nhà giùm ơi. Bỏ bánh giùm anh và bỏ có một lần luôn đi không? Rất là thơm nha các bạn. Rau ở đây được thái nhỏ, được cắt nhỏ cùng với bắp chuối luộc được thái mỏng, rất là ngon.